Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Mãi bất lực trước bà Hằng nhưng quẩn mãi rồi cũng kết thúc được. Đối với vụ án bà Nguyễn Phương Hằng là ẩn số, nhiều chuyên gia đưa ra sự nghi ngờ về động cơ bắt bà Hằng. Người mà người dân đặt câu hỏi nhiều nhất là ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người được cho là có nhiều ân oán với đại gia Nguyễn Phương Hằng trước đó. Đầu tiên là nơi được cho là gây án của bà Nguyễn Phương Hằng. Ở Bình Dương, bà Hằng tổ chức livestream là phát hình trực tiếp tại khu du lịch Đại Nam. Công an thành phố Hồ Chí Minh lại bị bắt bà. Được biết, điều tra của bà Hằng không chỉ là công an thành phố Hồ Chí Minh mà còn có công an tỉnh Bình Dương nữa. Khi hai địa phương cùng điều tra về một tội danh thì phía từ bỏ điều tra phải là công an thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là công an Bình Dương. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Việc công an Bình Dương từ bỏ trách nhiệm điều tra lẽ ra thuộc về trách nhiệm của họ là một dấu hiệu rất bất thường. Người ta cho rằng phía ông Phan Văn Mãi đã tạo áp lực mạnh lên công an Bình Dương, nên phía Bình Dương mới buông súng đầu hàng trước Phan Văn Mãi. Ngoài những bất thường về quy định tố tụng, thì điều bất thường hơn nữa là công an thành phố Hồ Chí Minh đã qua 2 lần có lệnh tạm giam để điều tra bà Nguyễn Phương Hằng mà chưa hề có lệnh khởi tố. Đến khi hết thời hạn tạm giam lần 2 thì ông Mãi mới áp lực công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bà Hằng. Qua trường hợp như vậy, một số chuyên gia đánh giá rằng ông Phan Văn Mãi đã bất lực trong vấn đề buộc tội bà Hằng nên tới 3 tháng tạm giam vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tội bà. Vì chưa đủ bằng chứng nên ông Mãi cho công an thành phố Hồ Chí Minh quần tiếp với lệnh tạm giam 2 tháng tiếp theo. Với 2 tháng tạm giam, giờ thì công an đã kết thúc hồ sơ điều tra. Vào ngày 19 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định gia hạn tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Trước đó vào ngày 18 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, quân Mãi cuối cùng cũng xong điều tra. Theo công an thông báo, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà bà Hằng đã phát ngôn về 3 cá nhân trên các trang buổi phát livestream truyền hình trực tiếp là do bà Hằng đọc trên mạng internet, đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Như vậy thì ông Mãi xem như toại nguyện, ông đã bịt đi một cái loa mà theo ông có thể phơi bày những sai phạm của ông từ thời ông còn làm bí thư tỉnh Bến Tre. Việc kết tội bà Hằng thành công và giật lấy quyền điều tra bà Hằng từ chính quyền tỉnh Bình Dương cho thấy ông Phan Văn Mãi đang xem kỷ cương phép nước không ra gì. Dám bắt người thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương khác. Ông Phan Văn Mãi là một hạt giống đỏ. Ông Mãi được cho là có khuôn mặt khá giống với cố thủ tướng Phan Văn Khải và ông Mãi lại đang tiến thân một cách rất thần tốc, đầy bí ẩn. Từ khi về thành phố lớn nhất đất nước, ông ngồi chiếc ghế phó bí thư thường trực thành ủy chưa được bao lâu thì ông chiếm chiếc ghế chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, chiếc ghế tràn đầy triển vọng sẽ tiến vào bộ chính trị vào thời gian tới. Đây là hình ảnh ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và cố thủ tướng Phan Văn Khải. Qua vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều nhà đánh giá cho rằng ông Phan Văn Mãi là một lãnh đạo nguy hiểm cho xã hội, cậy quyền mạnh thế mà xem thường kỷ cương phép nước, đặc biệt là ông có thể dùng bộ máy công an, công quyền để trả thù cá nhân như trong trường hợp bắt bà Nguyễn Phương Hằng. Dưới quyền cai trị của ông Phan Văn Mãi, người ta thấy rất rõ sự ngột ngạt của bàn tay quyền lực. Nếu ông Phan Văn Mãi lên tiếng tầm lãnh đạo quốc gia, không biết Việt Nam sẽ ra sao đây? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra với ông lãnh đạo này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ai là người ẩn danh gài ông chính vào bẫy lộ diện. Ông Thủ tướng Chính phủ đang nắm chiếc ghế quyền lực thứ nhì trong tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay ông Thủ tướng có hai lựa chọn, một là chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư, hai là ngồi lại chiếc ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Phương án A là chiếc ghế Tổng Bí thư, phương án B là tại vị. Phương án B
không hề tồi chút nào. Đã làm chính trị mà không có tham vọng quyền lực thì không thể nào, cho nên nỗ lực để lên vị trí cao nhất trong đảng là mục đích của ông Thủ tướng. Nếu nói đó là mục đích ông Thủ tướng thì cũng là mục đích của ông Chủ tịch Phúc và cũng là mục đích của ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội hiện nay. Ngoài ra còn có tin ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tuy nhiên, cửa trong Lương Cường không cao bằng cửa dành cho ba trụ trong tứ trụ triều đình hiện nay. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc không có nhiều cơ hội để tham gia cạnh tranh cho chiếc ghế cao nhất trong đảng vào thời gian tới. Tạm thời bỏ qua ông Lương Cường qua một bên, giờ xét lợi thế của ba chân trụ, xem chân nào mạnh, chân nào yếu. Ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc là người có thủ đoạn nhất trong ba chân trụ, nhưng ông bị đánh giá là yếu nhất. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phúc đã thất thế trước ông Chính trong việc tranh đoạt chiếc ghế thủ tướng, thì xem như ông Phúc không đủ khả năng để đấu với ông Chính rồi. Và lại, ông Phúc hiện nay đang bị phân tâm bởi những rắc rối do vợ ông mang lại. Vụ án Việt Á vẫn chưa êm và vụ án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đang treo lơ lửng, không biết Nguyễn Văn Nên có cho khui lúc nào hay không. Ông Chủ tịch Phúc hiện nay chủ yếu đang lo chống đỡ, không còn sức đâu mà tham gia trò long tranh hổ đấu cho được. Ông Chủ tịch Phúc xem như dụng. Vậy còn lại chỉ có hai người ngang ngửa nhau để tranh giật lấy chiếc ghế tổng bí thư. Và mới đây có tin con gái ông Vương Đình Huệ ăn học tại trường đại học thuộc loại tốn kém bậc nhất của nước Mỹ. Câu hỏi là tiền đâu ra để ông Huệ có thể cho con cái du học tốn kém đến như vậy. Đấy chính là một vết đen không thể không tận dụng đối ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cũng theo phương pháp loại trừ thì vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khui ra sai phạm tại dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư là có lợi cho ông Vương Đình Huệ nhất, bởi hiện nay không ai là đối thủ nặng ký với ông Huệ bằng ông Thủ tướng đương nhiệm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay. Việc khởi tố và điều tra đã nằm trong tay ông Tô Lâm, mà ông Tô Lâm lại là cánh tay phải của ông Tổng Trọng. Ông Vương Đình Huệ lại là con cưng của ông Tổng Trọng. Việc ông Tổng cho Tô Lâm đánh mạnh vào sai phạm của Nguyễn Thị Thanh Nhàn dưới thời ông Chính đang làm bí thư của tỉnh này là một cách tạo vết đen trong lý lịch đảng của ông ta mà thôi. Ông Huệ bị một vết đen, ông Chính cũng thêm một vết đen, xem như là không ai có lợi thế hơn ai. Ngồi ở ghế thủ tướng thì tất nhiên mức độ ảnh hưởng chính trị mạnh hơn ngồi ở chiếc ghế chủ tịch quốc hội rất nhiều. Tuy vậy, vì ông chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ thuộc nhóm lợi ích Nghệ An nên có lợi thế rất lớn. Đấy là chưa nói đến bàn tay đỡ đầu của ông Tổng Trọng ở phía sau. Cả ông Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính đều không ai xem thường ai, tất cả để ganh đua từng phút từng chút một, tận dụng mọi sơ hở của đối phương để khơi ra những yếu kém của phe bên kia. Ông Huệ không nắm chính phủ, nhưng ông Huệ có trình độ kinh tế nên ông này đá lộn sân sang chính phủ để phơi bày sự yếu kém của đối thủ. Còn chiều ngược lại, ông Thủ tướng không thể nhảy qua sân quốc hội đá vì sân quốc hội chẳng có bóng nào mà đá cả. Đây là hình ảnh cái bắt tay giữa ông Huệ và ông Tổng sẽ làm khó cho ông Thủ tướng. Việc ông Chủ tịch Quốc hội sợ ông Thủ tướng dùng quyền lực chính phủ để cạnh tranh chiếc ghế Tổng Bí thư là rất rõ. Vì thế, vụ khui ra sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mới đây được nhiều người nghi rằng có bàn tay của ông Chủ tịch Quốc hội là hoàn toàn có cơ sở.